Xin chào các bạn. Canada là một trong những quốc gia có nền giáo dục tiên tiến hàng đầu trên thế giới. Tại Canada đào tạo rất nhiều các chuyên ngành khác nhau, trong đó có ngành kỹ sư. Ngành kỹ sư luôn thu hút được nhiều các sinh viên trên khắp thế giới. Dù ở bậc cao đẳng, các sinh viên về kỹ thuật từ các trường Canada vẫn được nhiều nhà tuyển dụng chọn lựa, bởi sinh viên tốt nghiệp đều có các nền tảng kiến thức tốt và kinh nghiệm làm việc thực tế được công nhận tại rất nhiều các doanh nghiệp. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này thì hôm nay công ty tư vấn du học Tân Đại Dương sẽ cùng các bạn tìm hiểu về cái chủ đề này các bạn nhé. Canada tự hào là một trong những quốc gia hàng đầu về đào tạo ngành kỹ sư trên thế giới. Khi học ngành kỹ sư tại Canada, bạn sẽ có rất nhiều cái lĩnh vực để chọn học và nghiên cứu, bao gồm khoa học không gian, hàng không y sinh, hóa học dân dụng, máy tính, phần mềm, điện, điện tử, khoa học kỹ thuật, môi trường, địa chất, sản xuất công nghiệp, nguyên liệu và luyện kim, cơ khí, dầu khí và khoáng sản. Đa số những chương trình đào tạo kỹ sư tại Canada đều được chứng nhận của Canadian Engineering Accreditation Board, là một tổ chức uy tín nhất tại Canada, chứng nhận các chương trình đào tạo kỹ sư đạt chuẩn về chất lượng. Khi sinh viên tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật sẽ đủ điều kiện để đăng ký là Professional Engineer. Đặc biệt ngành kỹ sư tại Canada luôn có chương trình co-op, chương trình thực tập hưởng lương. Sinh viên từ năm 2, năm 3 đã có thể tự đi tìm nơi thực tập để có điều kiện được trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế và có thêm thu nhập. Lương chương trình co-op trung bình tại Canada khoảng 2.500 đô Canada trên tháng. Đây là cơ hội tốt để sinh viên đầu quân vào các tập đoàn công nghệ lớn hoặc các công ty đa quốc gia danh tiếng. Nhiều sinh viên tham gia thực tập ở các công ty như Google, IBM, v.v. sau đó sẽ được nhận vào làm việc tại đó. Ngoài ra, ngành kỹ sư tại Canada mang tính thực tiễn cao nên được các nhà tuyển dụng tại Canada rất ưa chuộng. Sinh viên sau khi tốt nghiệp tại các trường cao đẳng hay đại học có thể làm việc ở Canada, Bắc Mỹ hay bất kỳ các quốc gia khác trên thế giới. Theo số liệu thống kê, sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành kỹ sư có thể nhận mức lương khởi điểm là từ 4.000 đến 5.208 đô Canada trên tháng. Và theo ước tính thì đến cuối năm 2020 sẽ có hơn 80.000 kỹ sư nhập cư vào Canada. Kỹ sư là tên gọi chung khái quát được chia nhỏ ra thành những ngành chuyên sâu như kỹ sư xây dựng, kỹ sư thiết kế. Kỹ sư vừa là một chức danh, vừa là một học vị của người được đào tạo hoặc thành thạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật. Người kỹ sư sử dụng óc sáng tạo công nghệ kỹ thuật và hiểu biết khoa học để giải quyết các vấn đề thực tế. Những người mà làm việc như một kỹ sư thường tốt nghiệp trường đại học kỹ thuật. Bên cạnh đó, cơ hội làm việc của ngành kỹ sư khá cao với mức lương ổn định và nằm trong top ngành nghề lương cao nhất tại Canada. Ngoài ra, xu hướng hiện nay đang thiếu nhân lực là cơ hội lớn để mở rộng chào đón những sinh viên vừa được tốt nghiệp. Một trong những lợi thế nữa khi học ngành kỹ sư đó là những trường này được đào tạo song hành lý thuyết áp dụng thực tiễn và được thực tập trực tiếp tại những công ty danh tiếng, nên sinh viên sau khi tốt nghiệp rất dễ dàng có việc ngay. Tại Canada, kỹ sư là một ngành nghề xanh giá với thu nhập ngất ngưỡng, top 10 nghề lương cao nhất tại Canada năm 2015 và tiềm năng phát triển đến năm 2025. Có đến 3 nghề thuộc khối ngành kỹ thuật, đó là quản lý khai thác mỏ, kỹ sư dầu khí và giám đốc kỹ thuật. Bằng kỹ sư Canada cũng được trọng vọng trên toàn cầu. Sinh viên ra trường có thể làm việc ở bất kỳ tỉnh bang nào ở Canada, Bắc Mỹ hoặc các quốc gia khác trên thế giới. Hấp dẫn nhất, các tỉnh bang tại Canada luôn có chương trình định cư cho người có tay nghề cao, mà kỹ sư là một trong những nghề kiêu hãnh nhất đứng đầu danh sách này. Cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp ngành kỹ sư tại Canada như sau. Khi lựa chọn học ngành kỹ sư, bạn sẽ có rất nhiều lựa chọn hấp dẫn về việc làm. Với 4 kiến thức và kỹ năng trau dồi ở từng chuyên ngành chuyên sâu, bạn có thể làm việc ở những vị trí sau: kỹ sư quản lý dự án, kỹ sư vận hành máy móc, kỹ sư thi công xây dựng công trình tại các công ty tập đoàn về kỹ thuật xây dựng chế tạo máy móc, kỹ sư nghiên cứu phát triển gen địa chất, nguyên tử tại các phòng thí nghiệm, thử nghiệm của các công ty tập đoàn hay các viện nghiên cứu quốc gia, giảng dạy nghiên cứu chuyên sâu về ngành kỹ sư với chuyên ngành mà bạn đã học. Điều kiện để học ngành kỹ sư tại Canada là bạn phải tốt nghiệp trung học phổ thông. Điểm trung bình học tập loại khá trở lên 7 trên 10 hoặc một số trường tiêu chuẩn cao sẽ yêu cầu là từ 8 trên 10. TOEFL IBT tối thiểu là 90. Chưa đủ điều kiện tiếng Anh, sinh viên có thể học các khóa Anh văn dự bị của các trung tâm Anh ngữ hoặc của chính trường mà mình đang theo học. Ngoài ra, trường sẽ xét điểm các môn như toán, lý, hóa, công nghệ. Điểm các môn này càng cao sẽ càng tốt. Chương trình đào tạo kỹ sư tại Canada có 3 cấp độ: căn bản, trọng tâm và chuyên sâu. Các chuyên ngành đào tạo cũng rất phong phú và đa dạng cho sinh viên quốc tế có nhiều sự lựa chọn hơn. Để tìm hiểu sâu hơn về vấn đề này cũng như các quá trình làm hồ sơ xin visa du học Canada,
Các bạn đừng ngần ngại mà hãy liên hệ ngay đến công ty tư vấn du học Tân Đại Dương của chúng tôi tại chi nhánh quận Nhất, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 02838484879. Tại chi nhánh quận 5, 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5. Số điện thoại 02838382080. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Công ty Tân Đại Dương là một trong những công ty du học đầu tiên và hàng đầu tại Việt Nam, được thành lập bởi đội ngũ các nhà quản lý và tư vấn du học có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành giáo dục cũng như được tu nghiệp và đào tạo ở nước ngoài. Với hơn 10 năm kinh nghiệm, Tân Đại Dương tự hào là nhà tư vấn du học chuyên nghiệp cho các du học sinh tại các nước trên thế giới, đặc biệt là Mỹ, Úc, Singapore, Anh Quốc, Hà Lan, Thụy Sĩ, v.v. Cùng với đội ngũ tư vấn viên chuyên nghiệp, chúng tôi cung cấp các dịch vụ uy tín và trọn gói cho ngành du học du lịch Mỹ, bao gồm xử lý trọn bộ hồ sơ đi Mỹ từ A đến Z, kể cả các hồ sơ khó đã từng rớt visa hoặc không đủ tài chính. Tư vấn chọn trường tại tất cả các tiểu bang ở Mỹ. Chúng tôi tự hào là đại diện chính thức của hàng trăm trường đại học cao đẳng, trung học phổ thông tại Mỹ. Hướng dẫn các thủ tục xin visa, chứng minh tài chính, hướng dẫn điền form, dạy phỏng vấn du học du lịch Mỹ. Khai giảng hàng tháng các lớp học phỏng vấn, đảm bảo cho học sinh có được sự tự tin trả lời được mọi câu hỏi của lãnh sự quán. Đặt vé máy bay, sắp xếp nhà ở, ký túc xá cho du học sinh. Với phương châm hoạt động là uy tín, chất lượng và mong muốn định hướng cho học sinh Việt Nam một nền giáo dục tiên tiến, môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, Tân Đại Dương cam kết sẽ là người bạn đồng hành cùng học sinh Việt Nam trên đường tới chân trời tri thức. Mọi chi tiết xin liên hệ công ty Tân Đại Dương chuyên du học Mỹ, mặt tiền 148/1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, điện thoại 0838484879, 0989006890, website www.tandaiduong.edu.vn.